Em xin được kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và em là Tuấn đến từ A3 Auto có địa chỉ 88A Trương Công Giai, Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Hôm nay thì em xin phép được lên sóng cho anh chị và các bạn 3 mẫu crossover cỡ B và cỡ C đến từ 2 mẫu xe đến từ Hàn Quốc và 1 mẫu xe đến từ Pháp muốn được giới thiệu đến anh chị và các bạn nhé. Đợt này thì bên em về rất nhiều các cái mẫu crossover thì em sẽ đảo liên tục và sẽ lên video 3 xe 1 cho anh chị và các bạn cùng tham khảo. Trong cái khuôn tài chính chỉ từ 5 đến 700 triệu thôi. Anh chị và các bạn xem video này, nếu mà xem cái khuôn tài chính của mình hợp với chiếc xe nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho em. Em sẽ tư vấn cụ thể cho anh chị và các bạn nhé. Cái chất lượng đầu vào thì bên em luôn luôn đặt lên hàng đầu, nên cái quyền lợi mua xe ở bên em thì anh chị và các bạn hoàn toàn có thể mang xe đi bất cứ đâu để kiểm tra về chất lượng của xe, mang ra gara do anh chị quen biết hoặc là mang vào hãng để kiểm tra về chất lượng của xe. Và nếu như anh chị nào mà không đủ tài chính để trả thẳng những chiếc xe của bên em thì bên em cũng sẽ hỗ trợ anh chị vay ngân hàng lên đến 70% giá trị xe, kết hợp cùng với đó lãi suất là ưu đãi và giải ngân nhanh chóng anh chị và các bạn nhé. Chiếc xe đầu tiên là một chiếc crossover cỡ C đến từ Pháp, một chiếc xe thương hiệu châu Âu nhưng mà giá thành thì rất là bình dân thôi. Đây là chiếc Peugeot 5008 phiên bản Allure. Chiếc xe này của em thì sản xuất năm 2018, tư nhân sử dụng và mang biển số tỉnh. Xe này của em thì cũng đã lăn bánh được 6,6 vạn km rồi quý vị anh chị và các bạn nhé. Full lịch sử bảo dưỡng trong hãng ạ. Xe thì mang ngoại thất là màu trắng và nội thất thì là màu đen. 5008, một chiếc xe đến từ Pháp, được trang bị rất là nhiều những cái công nghệ option mà có khi các đối thủ cạnh tranh đến bây giờ cũng chưa có anh chị nhé. Ví dụ như là Honda CR-V này, cũng là một trong những đối thủ cạnh tranh với Peugeot 5008. Hoặc là Nissan X-Trail. Nissan X-Trail thì 2020 đã Nissan cắt bỏ đi rồi. Đó, và ngoài ra thì còn có Hyundai Santa Fe, Mazda CX-5 anh chị nhé. Trước Peugeot 5008 này của em thì sẽ được trang bị là cụm đèn full LED này, cảm biến va chạm xung quanh xe. Có hai ghế trước massage này, cửa sổ trời toàn cảnh panorama này, hai ghế điện anh chị nhé, nhiều chế độ lái nữa. Cái giá em đang chào bán là 699 triệu đồng. Tiếp theo nữa là một chiếc crossover đi trong phố đến từ nhà Hàn Quốc, một chiếc Hyundai Kona phiên bản 1.6 turbo. Chiếc xe này của em thì sản xuất năm 2020, tư nhân sử dụng và mang biển số tỉnh, lăn bánh được 4 vạn km rồi anh chị và các bạn nhé. Hyundai Kona 1.6 turbo này thì sẽ được coi là một chiếc Tucson thu nhỏ nhà Hyundai anh chị nhé. Bởi vì là trái tim của chiếc Kona này là giống như người Anh, một Hyundai Tucson 1.6 turbo anh chị nhé, sẽ sử dụng chung động cơ hộp số này nên là rất là mạnh mẽ. Cái điều nhận biết để phân biệt được đâu là một chiếc Hyundai phiên bản động cơ 1.6 turbo, đâu là phiên bản 2.0 đặc biệt thì anh chị và các bạn có thể nhìn cái phần đầu xe, nhất là cái mặt ca lăng. Trên hai phiên bản kia thì sẽ không có cái mặt ca lăng mạ chrome này nhá. Còn có phiên bản 1.6 turbo này còn có cảm biến va chạm phía trước nữa. Còn hai phiên bản động cơ 2.0 thì không có. Ngoài ra thì phiên bản 1.6 turbo này thì sẽ được trang bị thêm là cửa sổ trời anh chị nhá. Đó. Ngoài ra thì ở bên trong nội thất thì cũng không có khác biệt gì nhiều. Chúng ta vẫn có ghế chỉnh điện này, ba chế độ lái này, cảnh báo vượt trên gương này. Một chiếc xe nhỏ gọn đi phố nhưng trang bị công nghệ ngập tràn luôn anh chị nhé. Cái giá em đang chào bán là 555 triệu đồng. Tiếp theo nữa, vẫn là một chiếc xe đến từ nhà Kia, đến từ Hàn Quốc. Đây là chiếc Kia Seltos phiên bản 1.4 Premium. Chiếc xe này của em thì sản xuất năm 2021, tư nhân sử dụng và mang biển số tỉnh. Chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được 2,8 vạn km rồi. Xe thì mang ngoại thất màu trắng và nội thất thì là hai màu. Những chiếc xe của Kia này thì là những chiếc xe hướng đến những đối tượng khách hàng trẻ trung, năng động, những khách hàng thanh niên anh chị nhé. Trên Kia Seltos này thì cũng có rất là nhiều phiên bản đấy. Có phiên bản động cơ 1.4 Deluxe này, 1.4 Luxury, 1.4 Premium. Ngoài ra thì còn có động cơ 1.6 nữa anh chị và các bạn nhé. Và chiếc Kia Seltos sản xuất 2021 này thì em đang chào bán với giá là 625 triệu đồng. Ba mẫu xe này bên em thì giá cả em vẫn còn có thể linh động được khi anh chị qua trực tiếp salon bên em xem xe, chạy thử và cảm nhận về xe. Và hiện tại thì ba mẫu này hiện đang có mặt sẵn tại salon bên em, hồ sơ sẵn giao ngay đến anh chị và các bạn, nên là cái việc đăng ký và ra tên thì rất là nhanh chóng cho anh chị và các bạn thôi, nên là anh chị và các bạn không cần phải mất thời gian đợi rút hồ sơ nữa đâu anh chị và các bạn nhé. Và nếu như anh chị xem hết video này của em thì quan tâm về mẫu xe nào phù hợp, tài chính của mình phù hợp với chiếc xe nào thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em sẽ ghi ở phía bên dưới màn hình. Em sẽ hỗ trợ và tư vấn anh chị 24/7 ạ.
Đây là ba mẫu xe. Ngày mai thì em sẽ đảo ba mẫu xe khác lên để cho anh chị và các bạn cùng tham khảo anh chị nhé. Và em xin được cảm ơn anh chị và các bạn. Hẹn gặp anh chị và các bạn ở video tiếp theo ạ.